sunshine. Now why you only wanna see me in the moonlight? And now you call my phone like a sang trọng, quyến rũ và lôi cuốn. Đấy chính là những tính từ để có thể miêu tả về em đầm rất là xinh đẹp này của Melia, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Trang sẽ cùng đem đến cho các chị một mẫu đầm xuất hiện trong bộ sưu tập hè 2021 của Melia các chị nhé. Với mẫu đầm này thì chất liệu chủ đạo của em ý nó sẽ là chất liệu vải táp pha lụa. Chắc chắn đây sẽ là một chất liệu để có thể ghi điểm vào trong lòng của các chị em, bởi vì là lên phong váy sẽ rất là đẹp, đúng không nào? Nhưng tuy nhiên rằng là vẫn sẽ có thể đem đến được cho chúng ta một cảm giác thoải mái này, thoáng mát và dễ chịu, rất phù hợp để cho chúng ta có thể mặc trong thời tiết mùa hè. Điểm ấn tượng của form đầm này thì chắc chắn là các chị cũng đã nhìn thấy rồi. Với một cái form dáng hơi bồng nhẹ một chút, hơi ai nhẹ một chút, nó tạo cho chúng ta được một cái độ bồng rất là tự nhiên, để tất cả mọi khuyết điểm của chị em sẽ được che giấu đi một cách thật sự là hoàn hảo. Và điểm nhấn tiếp theo để làm cho em đầm của chúng ta trở nên đắt giá hơn, đấy chính là một cái đường hoa được xếp ly rất là khéo léo, kết hợp với viền tata cao cấp và những hạt pha lê sang trọng, để làm cho form đầm của chúng ta trở nên có điểm nhấn hơn rất là nhiều, đúng không nào? Form tay của em đầm này thiết kế sẽ hơi bồng lên một chút nha mọi người nha. Che bắp tay rất là tốt, nên là tất cả những chị em nào mà chúng ta đang gặp cái khuyết điểm về phần vai của mình ấy, hơi thô một chút này, hơi to một chút, thì chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng, bởi vì mẫu đầm này nó sẽ có thể giải quyết cho mọi người tất cả những cái khuyết điểm ấy. Đây là một mẫu đầm mà Trang nghĩ rằng không chỉ form đẹp này, chất liệu rất là đẹp và gam màu của em ý còn rất ấn tượng nữa. Gam màu vàng đồng này có thể phù hợp với mọi tông da luôn chị em nhé. Và nếu như mà các chị đã yêu mến một cái gam màu ấn tượng như vậy, yêu mến cái thiết kế vô cùng yêu kiều và rất đỗi thanh lịch này, thì các chị thân mến, chúng ta hãy dành chút thời gian của mình để ghé thăm các cơ sở của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc thành phố Hồ Chí Minh để có thể thử cận chất form đầm xinh đẹp này lên người nhé. Hoặc không thì mọi người có thể là tham gia mua hàng online, các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và đặc biệt chúng ta sẽ được miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.